hàng xóm này dám ăn trộm biệt danh của ông Thắng TT à? Được rồi, bây giờ mày dạy cho ông một bài học mới được này. Ăn trộm này, ngu não này. Rồi, ok, xin chào 500 anh em. Hôm nay chúng ta lại đến với tập tiếp theo của ông hàng xóm bí ẩn. À, đây rồi. Thì ra là ông ta giấu cái chiếc chìa khóa của cái căn phòng bí mật nhốt cái cậu bé ở trên tầng 3. Hôm nay Thắng sẽ lấy cái chiếc chìa khóa đó để mở cái căn phòng giải cứu cậu bé đó ra. Và Thắng sẽ hỏi cái cậu bé đấy là ông hàng xóm là bố của nó hay là ông bắt cóc. Nếu mà là bố thì ông ta sẽ là một người cha vô trách nhiệm. Và tất nhiên ông ta là kẻ bắt cóc thì chúng ta sẽ đưa ông ta đến đồn cảnh sát. Ông hàng xóm đâu ra đây tiếp chiêu với ông Thắng TT. Đùa thôi, bây giờ mà ông ta mà ra đây tiếp chiêu với mình, cô mình chạy tóe khói luôn. Bây giờ ta phải trèo lên cái bậc thang này. Đấy. Sao cứ trèo lên cái bậc thang này là ông ta lại nhìn thấy mình ta? Rồi, cẩn thận. Chắc là Thắng đứng ở trên này ông ta không nhìn thấy đâu. Ok, lên rồi. Các bạn có biết là Thắng trèo lên cái chỗ này bao nhiêu phát được không? Trèo chắc phải mấy chục phát luôn. Vỡ kính nè. Rồi, nhảy sang anh em ơi. Ui, thôi xong, ông ta lại nhìn thấy mình rồi. Lau. Đứng im. Ui, thì ra là ông ta ở dưới cứ tưởng là ông hàng xóm lại nhìn thấy ông Thắng TT thì toang ngay. Có cái cần gạt gì đây? Gạt nó xuống, tắt hết điện nhà ông hàng xóm đi đấy. Trời, có nóng đâu mà bật quạt. Ui, cái gì mà đúng là kiệt sĩ có khác. Dùng cái quạt bé xíu, cái quạt như cái động cơ của máy bay bé tí ra này. Hả? Ui, khéo nha các bạn ơi, ông ta lên đây. May quá ông ta chưa lên đây. Thắng đang ngạc nhiên là khiếp. Gì đây? Ông ta nhe răng. Ý, sao chụp một cái treo lên tường khiếp. Thôi xong, mình đang miêu tả cho các bạn nghe mà. Cái này răng thì thưa khiếp. Các bạn để kẽ răng dưới lưỡi này nhìn gây chít ra. Wow, các bạn ơi nhìn đây nè. Đằng sau cái bức tranh cái lọ hoa này là một cái lỗ hổng Thắng có thể chui qua được. Hay quá, mà làm quái phải chui qua. Mở cánh cửa này đi. Cửa này không mở được các bạn. Thả là có cái lỗ hổng đây, nhảy qua đây. Cái lại cầu dao đây, lại gạt hết ngay. Tắt cầu dao hết ngay, ông hàng xóm dùng tốn điện lắm. Thì ra cánh cửa này nó bị khóa trong này. Thắng sẽ cầm cái chìa khóa này. Thắng mở cái cửa này ra. Ok, vậy là đã ra rồi nha. Từ vứt cái chìa khóa đi. Chìa khóa này bây giờ là vô dụng rồi. Đây này, bên này còn cánh cửa này, mở ra. Ông hàng xóm nhìn thấy ông Thắng TT rồi sao? Trên này có cái chìa khóa này. Cái chìa khóa này chắc chắn là cái chìa khóa ô tô của ông hàng xóm các bạn ơi. Mở cửa này ra. Bây giờ Thắng sẽ cầm cái chìa khóa ô tô này này. Thắng xuống mở chiếc ô tô của hàng xóm. Ông hàng xóm đặng tự. Đây không phải là cửa à? Cái này, mở cái cánh cửa này như nào ta? Từ để xem lại xem nào các bạn ơi. Thắng phải trèo đỉnh lên đây thì mới gạt được cái cánh cửa này ra này. Đó, nhà ông hàng xóm như kiểu nhà mình ấy. Bây giờ mình mở thoải mái tự do luôn. Ôi. Ông ta đang ngủ rồi các bạn ơi. Đây này, cửa đây ra ngoài này. Mở cửa phát nào. Ý, coi. Ông ta đang ngủ kìa, mấy giờ rồi mà còn ngủ, đúng là lười lư như lợn mà. Đây, chiếc xe của ông ta đây. Nhảy lên. Nên. Mở cửa. Oh my god. Ui, cháu có làm gì đâu. Cất chìa khóa luôn. Ông ta biết là mình cầm chìa khóa của ông ta là ông ta. Vậy ông ta đổ đánh trên đây cái chìa khóa thì mình làm sao mở lên được xe của ông ta. Ông hàng xóm đã đi rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đột nhập sang chiếc xe của ông hàng xóm có gì. Ấy, cái gì đấy? Mình nhìn cái ông hàng xóm này nhìn xe của ông ta chả biết đâu là đít và đâu là đầu. Hình như là đây là đầu sao, còn bên này là đít sao ấy. Rồi, các bạn phân biệt cho Thắng cái chiếc xe ô tô này đâu là đầu và đâu đít. À đây, cái vô lăng ở đằng trước này thì chắc chắn này nó sẽ ở đây. Mà mình muốn ngồi lên xe ô tô mà cũng không được luôn. Thôi không ngồi được thôi, mở đít, mở cốp. Ơi, có một cái báu vật gì đây? Có báu vật gì đây? Yeah, từ, vứt cái chìa khóa này đi ra cho nó vướng. Thì ra đây là một cái lâm châm các bạn nè. Wow, mà cái lâm châm này không phải lâm châm bình thường đâu nha. Cái lâm châm này, úi trời ơi, đáp một phát mà lăn mấy chục mét luôn. Cái lâm châm này nó được quấn một vòng dây điện với cả một quả pin nè. Hơi bị ghê luôn đó các bạn ơi.
Thắng sẽ hút một cái gì đó xem nào. Đấy, Thắng. Nhảy lên, mình đang định hút cái xe kia của ông hàng xóm. Đây 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 đây. Ông ta có đuổi được không? Ông ta không dám sang cái địa phận bên này đâu. Bên này là có bố mới đang bảo kê rồi. Hút nha các bạn ạ. Oh my god. Bây giờ Thắng sẽ dùng cái thanh năm. Ôi giời ơi, ông ta lại đuổi mình rồi các bạn ơi. Thắng sẽ hút lấy cái máy cắt cỏ nhà ông ta nha. Chạy nào, chạy nào, chạy nào. Chạy nào. Ôi ông ta không đuổi mình. Nào. Lên. Ui. Ui, đang định hút cái máy cắt cỏ ông ta, nhưng mà cái máy cắt cỏ kia lặng quá, Thắng không hút được sao ấy. Không hút được cái máy cắt cỏ này các bạn, cái máy cắt cỏ nó lặng quá. Không hút được cái máy cắt cỏ rồi, thôi Thắng phải mang cục lâm châm này của Thắng đi làm nhiệm vụ mới được. Bây giờ Thắng sẽ ra đằng sau cái gì đấy, sao lại gặp ông hàng xóm này. Sức cuộc đời này nó khổ thế nhỉ các bạn nhỉ. Cứ đi ra chỗ nào là gặp ngay ông hàng xóm ở chỗ đó. Được rồi, ok. Ui giời ơi, khiếp, mình chạy một vòng xong ra đằng sau lại gặp ông ta luôn. Không biết bây giờ chạy ra đằng sau có gặp ông ta nữa không. Hay quá. Ui, cái gì đấy. Ui giời ơi, sao ông ta lại ở đằng sau đi kêu. Thắng từ lên giờ Thắng chạy 2-3 vòng rồi. Như kiểu chơi đuổi bắt chước ác quân. Ui. Thắng hơi bị thất vọng với cái khả năng chạy của ông hàng xóm ấy. Ông ta khôn, ông ta biết Thắng ra đằng sau này. Bây giờ Thắng phải ra đằng sau đây này các bạn này. Thắng. Đó, được rồi, bây giờ không gặp ông ta nha các bạn nha. Hay quá, Thắng sẽ nhảy. Chạy, tôi chết rồi, chạy sang của bác nhà hàng xóm đây. Sao chưa hút được cái gì ra vậy? Các bạn ơi, thấp quá. Đây là cái lý do mà Thắng không thích lùn một chút xíu nào. Bật xuống. Giá như mình cao thêm tầm khoảng 1 mét nữa thôi là ta không phải kê mấy cái thùng này rồi các bạn. Ok luôn, nào. Các bạn ơi, đã múc được cái gì, cái xà beng. Ui giời ơi, xà beng mình không cần. Wow, múc được một, ui, múc được cái này kiểu như là cái zip để mở ổ khóa sao, kiểu như không cần chìa khóa ấy. Tiếp theo. Ê, kia còn cái cà lê các bạn ơi. Hình như cái cà lê nó chặt quá nên không múc được này các bạn này. Đó, cái cà lê kia nó bị cái gì đỏ nó hút lại rồi nè. Thứ nhất là vấn đề. Bây giờ cái xẻng này, cái xẻng beng này, cầm luôn. Cầm cái xẻng beng này với cả cái ổ zip khóa này. Ok luôn. Cái phòng này nó ở đâu nhỉ các bạn nhỉ? Rồi, bây giờ ta sẽ tìm cái căn phòng này để lấy cái cà lê mới được. Cà lê để xoay mấy cái này ra này các bạn này. Ê, xoay mấy con ốc này ra. Ok, đồ chạm thôi. Ô đây. Đây là nhà tắm đấy. Vất luôn, nhưng mà mình có xẻng beng mà. Mình có xẻng beng. Vỡ chưa? Hay quá. Ui. Mới ném vỡ một cái cửa sổ nhà ông thôi mà ông đuổi cháu té khói như này rồi. Thôi. Cháu vào nhà của ông ngay. Đây. Oh my god. Mở được cánh cửa. Ui. Ê. Mở ra. Rồi ôi, cái cánh cửa đẻo này với cái ổ khóa này mà nó cũng không mở được. Đóng cửa lại. Được rồi. Đây là cái căn phòng lúc lễ nè. Lúc này Thắng đứng ở ngoài này. Thắng câu lấy mấy cái zip và cái xà beng ra. Cái cà lê này. Được rồi, cái cà lê đã được các bạn ơi. Còn cái gì không ta? Các bạn giữ từ từ nhá. Giữ trật tự, nếu không là Thắng bị bắt đấy. Được rồi, ông ta đã đi ra ngoài rồi. Ôi giời ơi. Mở cửa. Chạy. Yeah! Thoát được rồi, bây giờ không là ông ta bắt mình rồi. Hay quá đấy. Giờ Thắng sẽ dùng cái cà lê này xoáy cái ốc này nè. Mày ra nè nhé. Trèo lên tầng 2 thôi anh em ơi. À không, đây là tầng 3 luôn nha, chứ không phải là tầng 2 đâu. Ơ, lại phải quay trở lại để lấy cái xà beng ra rồi. Thấy chưa? Các bạn thấy là bắp cua ghê không? Chạy. Yeah, ôi. Được rồi, đây là giây phút cuối cùng để Thắng lấy cái chìa khóa. Yes.
Lên. Ôi, hôm nay không có cái gì hài hước với ông hàng xóm này nhở. Bệnh này ra phải không? À không phải. Ơ, không phải bệnh gì ra. Thôi cứ cầm cái xe bèn. Ê, hay quá, lên đây được rồi nè. Có phải bệnh cái gì ra không? À, ta sẽ nhảy. Úi dạy ôi. Đây rồi, và đây là cái chìa khóa để mở cái cánh cửa bí mật mà nhốt cái cậu bé bé. Con trai hay là ai thằng không biết, hay là cậu bé nào thằng không biết được. Ok, cầm cái chìa khóa này lên. Bỏ cái ghế này ra. Ô các bạn ơi. Ui, ông Tạo ở đâu vậy? Bây giờ là không biết ra kiểu gì đây. Cái ghế này cầm kiểu gì bây giờ? Wow, mình có bị đầy rương không ta? À đầy rồi các bạn ơi. Ta sẽ vứt bớt một vài thứ đi. Đây nè, vứt bớt cái xe beng này. Cái xe beng này chưa dùng nên chưa vứt được. Đây thằng sẽ vứt cái cà lê này đây. Ok luôn. À, bây giờ thằng mới để ý các bạn ơi. Đây là kiểu như phòng của con trai ông ta này. Các bạn thấy chưa? Còn mấy cái bức tranh kia là thằng đã biết rồi. Con chim này. Thế các bạn đoán cho mình đây là con hổ hay là con mèo? Con hổ kêu như thế nào? Mèo mèo mèo. Con hổ kêu tiếng mèo. Và đây là ngôi nhà 3 tầng này. Trời ơi. Con chim khiếp rồi, con chim lại còn mặc quần nữa chứ. Thôi không tả nhiều nữa. Cái ghế này vứt ra ngoài. Vứt ra ngoài đi. Cái phòng này là cái phòng bên này. Ui giải ơi. Ok các bạn ơi, bây giờ xuống. Chìa khóa đâu rồi? Chìa khóa đâu rồi? Đây chìa khóa đây rồi. Ông hàng xóm ngủ chưa? Đây các bạn ơi. Wow. Ok các bạn ơi. Vậy là ông Thắng TT ngày hôm nay đã tìm được cái chìa khóa và mở được cái cánh cửa bí mật đấy ra rồi. Ông Thắng TT có tìm được cái cậu bé đó hay không thì bạn hãy đón xem ở tập sau nhá.